Để quay cho anh em xem cái con này hôm trước ha. Đây, chiều mới trước mình quay, mình có đăng cái clip mấy ngày đó anh em. Thì chi bữa nay nó cũng được chắc khoảng một tháng à. Một tháng một tuần á, một tháng một tuần hoặc là một tháng rưỡi gì đó anh em. Thì chim này nè, cái con chim này á, nếu mà mình đó nha, là mình sẽ vô lập mình đi dạt rồi nha anh em, mà mình không có thời gian anh em ơi, quá bận, không có thời gian đi dạt ha. Cái con này mà đi dạt chừng 3 đợt 4 đợt là buông ra là chơi ầm ầm nha anh em. Quay cho anh em xem ha. Chim thì sáng là rửa phân xong là móc lên cây là đẩy nha anh em, mình đứng kế bên nè anh em. Chim là dạng vĩnh rồi nha, không có xào lòng gì hết ha. Con này thì anh em nào kết thì alo nha, mua về là chỉ có đi dạt thôi nha anh em. Con này anh em nào có chim mồi sẵn ở nhà đó thì anh em đi dạt con này là bảo đảm với anh em 100% là lên mồi nha. Màu đen ha anh em ha. Em này dạt là lên mồi, không có đường nào mà phản cho anh em. Chim bên đây thì mình bẫy, mình lựa từ con về cho anh em chơi ha, chứ mình không có đi bắt solo hoặc là đại trà nha. Hàng là hàng tiễn nha anh em. Con này thì nằm phản, anh em nào có coi cái clip trước thì mình cũng không nhớ. Cái con mà bữa trước nó bị xới xối cái đầu á anh em. Mà về mình tắm rửa thì tầm khoảng 2 tuần thì con chim nó lông lá lại bình thường ha. Chim bao đẹp nha anh em, không xào lòng ha. Cầm dạng khì, đúc ăn vinh tay. Con này là tầm khoảng 1 tháng. Một là 1 tháng 1 tuần, 2 là 1 tháng gửi anh em. Treo solo một mình nha, không có kè máy kè gì hết trơn anh em. Con này thì giờ bỏ lập đi giật là anh em nào có chim mồi đi đưa nó theo là coi như là giật ok ha. Đem ra cây máng buông tay là đẩy anh em, nhưng mà kè chim thì chưa có chơi nha. Kè chim thì không có cắn cạp đâu nha, tại vì mình bắt một con bổi về mình nuôi lên thì chim mình ở trong nhà nó nhiều lắm, cho nên là con chim nó chưa có dám chơi với chim trong nhà đâu, bị chim trong nhà đè ha. Chim này thì đưa ra chơi, gặp chim lạ là chơi nha anh em. Thường mà mấy cái con bổi già anh em, mấy con chim già cứng chèn rồi đó, mấy con chim cứng rồi lên á, mình thì mình thích nuôi mấy cái hàng này anh em. Khi mình nuôi lên màu đi vợt rất là khỏe ha. Còn nuôi mấy con chèn thì mình vợt cực, nhưng mà mấy con chèn thì mình nuôi đi vợt cực dữ lắm anh em. Còn mấy con này thì đưa ra là đẩy, chứ không có này mà đi kiếm chèn, kiếm mấy con chèn hay là chèn sẹt rồi ha. Thì mình vợt nó chừng vài kèo thì mình đưa qua mấy con chim đuôi đen hay mấy con chim già rồi là nó chơi ok hết nha. Chim thì mình đứng cách chim tầm khoảng 1,5 m anh em. Nè, để mình quay xa ra cho anh em ha. Đó, mình đi lại gần cái lồng nè. Đây, sát lồng. Chim ok dạng ha. Này mà vô lập đi giật là ok nha anh em. Cỡ này là đi giật được rồi nha anh em. Chim phải buông tay ra treo lên cây hót như vậy thì mới đi vợt được, chứ còn con chim mà đi vợt mà anh em đi vợt mà không có bổi là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là
treo ra cây mà nó chưa có hót hết gì trơn, mà chim mới có đứng chưa mở miệng nữa. Có cái anh gì anh chỉ rồi đi vợt là phải vợt không chim. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là con chim chỉ cần về đứng lòng tỉnh chim là đi vợt được. Thì ra ngồi đi rồi một cái đít luôn nha anh em. Chim ở nhà treo vậy nè, ra lập xong là đem đi vợt chưa chắc nó kêu nữa đó anh em. Nhưng mà con này là mình bảo đảm với anh em đi vợt là ok nha. Mình này mình không có thời gian để ra lập đi vợt. Đứng cái lập rồi đó. Giờ là nghe chim trong nhà kêu là ở ngoài quất đùng đùng ha. Chim thì ra cỡ này đi vợt còn chưa chắc ăn nữa anh em. Chứ ở đó mà mới có đứng con chim chưa mở miệng nữa, chứ cần đứng tỉnh là đi vợt thì mình có cả đống nha anh em. Anh em đừng có mắc sai lầm rồi nó đi vợt mà không có chim là cái thứ nhất. Cái thứ hai con chim mới có đứng lòng tỉnh, mới có mở miệng hót một hai tiếng rồi đó. Anh em đi vợt nhớ mang theo cái võng nha. Có cái anh đó anh chỉ đó, đem theo cái võng, kiếm cái cây nào hai cái cây gần nhau rồi văng rồi ngủ luôn để chim cho nó tự tự lên đi anh em. Còn chim của mình vậy đó, chỉ người ta đi vợt chim mà mình nghe mình cũng mắc cười quá. Rồi bye bye anh em nha, chúc tất cả mọi người một ngày thứ hai đầu tuần làm việc thành công ha. Bye bye anh em nha.